Kẹo mút chì à con? Đấy, kẹo mút chì đấy. Không đi học này. Cái gì? Còn có cả cái chuyện đó nữa hả? Thế bây giờ là em đi học cho tốt cho em hay là cho bố em? Dạ, thì tất nhiên là đi học cho bố em rồi. Rồi, chúng ta kết thúc bài hôm nay ở đây nha. Nhưng mà trước khi ra về thì cô có một cái thông báo. Thực sự thì cô cũng không muốn nêu ra trước lớp làm gì, nhưng mà do là nhà trường đã gửi thông báo rồi thì đây là thông báo thu tiền học phí 2 tháng của bạn Cà Chớn. 2 tháng rồi bạn Cà Chớn chưa có đóng tiền học phí cho nhà trường. Thì nếu như mà tiếp theo mà không đóng nữa thì em sẽ không được vào lớp học. Thôi bây giờ em cầm cái phiếu này về nói với mẹ thu xếp đóng tiền học phí cho nhà trường nhé. Trời đất ơi, nghĩ sao 2 tháng rồi không đóng tiền học phí. Tôi mẹ tôi chưa đưa tiền cho tôi cho tôi biết được. Thì về thôi đi. Cà pháo cố lên, mẹ ơi cố lên, cà pháo cố lên, mẹ ơi cố lên. Không chỉ đi học nữa. Con không đi học đâu. Ủa sao vậy con? Đi học vui mà. Chán chết đi được. Đi học mẫu giáo hả? Suốt ngày cô giáo cho ăn, xong rồi đi ngủ, xong rồi dạy tô màu. Trời ơi, chẳng có gì vui đâu mẹ ơi. Thì đi học mẫu giáo thì chỉ có vậy thôi chứ con. Sau này hả, con lớn rồi thì con mới được học nhiều thứ khác như là chị Minh Mập chứ. Vậy hả mẹ? Vậy bây giờ thôi, con ở nhà lên đi. Con đợi khi nào mà con lớn lên đúng, xong rồi con đi học giống chị Minh Béo, đỡ tốn thời gian, đúng không mẹ? Cái gì? Trời ơi, không được, đi học nhanh lên, không nói nhiều nữa, nhanh lên. Không, con không đi đâu, con cần động lực để đi học cơ. Con muốn ăn kẹo bút chì cơ. Cái gì? Động lực đi học á? Đi học mà động lực á? Kẹo bút chì á? Thôi được rồi, một lần này nữa thôi nghe chưa? Đây, kẹo bút chì con đây. Trời ơi, mẹ dễ thương, mẹ cho bụng quá à. Có kẹo bút chì ăn rồi. Kẹo bút chì xin nó ngon lắm luôn á. Ôi, quá trời màu luôn. Ngon quá. Đem này, để lớp chôn. Đi đi, chị Minh Béo. Em quay bút chì đi học đây. Ôi, còn lâu nhá. Trời ơi, cà pháo hả? Vừa mới nói không đi học một cái là được mẹ cho cái kẹo bút chì. Hay là bây giờ mình cũng nói là mình không đi học đi. Mẹ ơi, hôm nay con không có đi học đâu mẹ. Cái gì? Con cần động lực để đi học. Ví dụ như là kẹo bút chì giống như em cà pháo chẳng hạn. Động lực để đi học? Dạ. Kẹo bút chì như em cà pháo? Dạ đúng rồi. Kẹo bút chì à con? Đấy, kẹo bút chì đấy. Không đi học này. Mẹ cho em cà pháo. Trời đất ơi, mày không đi học thì kệ mày chứ. Sao mày mẹ? Tự nhiên em cà pháo rồi, kẹo bút chì mà còn mày đánh con. Mày đi hỏi anh Trang đi. Phải hả? Đi xin thì mẹ đóng tiền học phí, không là cô giáo không cho vào lớp luôn á. Mẹ ơi, mẹ ơi, cô giáo đóng tiền học phí nè. Mẹ ơi. Ôi, mẹ mình á, bán rau, kiệt sức, chết rồi hay sao á? Gọi cái nhà thôi. Mẹ chưa chết hả? Chết gì mà chết? Tao cũng ra theo buồn ngủ tí mà chết. Con đâu có biết, con tưởng là con gọi mẹ nãy giờ không thấy mẹ trả lời, con tưởng là mẹ chết rồi chứ. Chết không? Tưởng ai chết cơ chứ? Con đi học về không về nhà đi ra đây gì? Trời đất ơi, đây mẹ. Lại mời phụ huynh nữa đúng không? Không phải. Cái này là cô giáo gửi phiếu đóng tiền học phí của nhà trường á. Hình như là 2 tháng rồi mẹ đóng tiền học phí con đúng không? Đó, thấy chưa? Từ bữa ra Tết tới giờ bán ế quá à.
quên luôn á. Ê, giờ không có tiếp tiền phí của giáo vô lớp đâu. À mẹ, thôi, hay là con thấy như vậy nè, hay là bây giờ con ở nhà con bán rau cho mẹ luôn đi. Cái gì? Con nghĩ sao vậy? Tại vì hả, ở nhà bán rau có tiền, mẹ thấy con ở nhà con bán rau phụ mẹ là có tiền, chứ con thấy đi học có tiền đâu mà đi học còn tốn tiền đóng tiền học phí nữa. Ôi con ơi, đừng có suy nghĩ những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy, hiểu chưa? Chưa con dạ. Biết tại sao mà bây giờ mẹ phải bán rau không? Con đâu có biết. Thì tại vì ngày xưa mẹ học dốt, mẹ học hành không tới nơi tới chốn, không đàng hoàng. Mẹ không có hiểu biết nhiều, cho nên mẹ không có làm được những cái nghề khác nhiều tiền hơn, sạch sẽ hơn, thơm tho mát mẻ hơn, hiểu chưa? Mà phải bươn chải cực khổ như thế này kiếm từng đồng, con hiểu không? Con chưa hiểu hả? Thôi nói chung là con phải cố gắng học. Để mẹ xem là con bao nhiêu tiền rồi này. Vậy là vẫn phải đi học hả mẹ? Chắc chắn là phải đi học thôi. Có là đi học để sau này không phải bán rau như mẹ mà làm việc khác đúng không? Đúng rồi, ít ra con cũng phải kiếm được cái nghề nó sống được hơn nữa. Sau này con còn phải nuôi con của con. Đúng rồi. Đi học sau này con làm giám đốc đúng không mẹ? Làm gì cũng được, đừng có bán rau như mẹ là được. Đây, Becky bây giờ cầm 700 mai đóng tiền học phí con nha. Dạ. Ôi còn có mười mấy ngàn nữa mẹ. Ừ, lát mẹ mua đồ ăn. Ôi, tội nghiệp mẹ mình quá các bạn ha. Bây giờ mình sẽ hứa cố gắng học hành đàng hoàng để mà sau này kiếm tiền phụ mẹ đấy. Con trai ngoan nha, cố gắng học hành đàng hoàng nha. Bố. Chào con gái, sao hả? Bố ơi, hôm nay con nghỉ học luôn nha bố. Ủa là sao? Con không có thích đi học nữa đâu. Tại sao tự nhiên lại không thích đi học? Đi học chán lắm, ở nhà vui hơn. Mà sao bố cứ bắt con đi học hoài vậy? Con thấy nhiều người đâu có đi học đâu, bố cứ bắt con đi học hoài. Trời ơi, tại vì hồi xưa ông nội, bà nội con bắt bố đi học, nên là bây giờ bố phải bắt con đi học. Vậy cũng hỏi nữa. Nhưng mà bố, bây giờ ông bà nội không có đây, hay bố cho con nghỉ học nha. Con khỏi đi học. Không được. Ông bà nội đâu biết đâu. Đâu có được. Người ta tất cả mọi người đều đi học. Con mà không đi học là bố không vui nữa, là bố buồn đấy nha. Mà bố buồn là con biết rồi đó. Là không có cái gì đâu đó. Nhưng mà không thích đi học đâu bố ơi. Nhưng mà bây giờ đi học cũng được. Nhưng mà bố tạo động lực cho em con đi học đi. Động lực á? Dạ. À trời ơi, tưởng chuyện gì. Thì ra là kiếm động lực đi học. Nói đại đi, còn bể đặt nữa. Hỏi tại sao lại đi học nữa. Động lực đi học, nhiêu đây bốn tao đủ động lực không? Cảm ơn bố. Như vậy là cũng rất là có động lực rồi. Lấy động lực rồi đi học cho bố vui chưa, đừng để bố buồn á. Dạ dạ, con sẽ đi học cho bố vui. Dạ, con cảm ơn bố, bye bye bố. Con với trà cái. Đây, bên mập, bên mập. Gì ạ? Thế tôi có nhiều tiền không? Trời ơi, hôm nay có tiền luôn. Tiền đóng tiền học phí mà, mẹ tôi mới cho đó. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Lượng tiền của ông trời. Ôi, có tiền đóng học phí là vui lắm mà bà ơi. Nhìn đây nè. Ôi, sao nhiều tiền quá vậy? Đúng rồi ạ. 4 tờ là 2 triệu. Đúng rồi. Đi học bao nhiêu tiền quá vậy? Bố tôi cho đó. Cái gì? Bố mà cho tiền bà để bà đi học á? Đúng rồi, tôi nói tôi không thích đi học nữa, bây giờ tôi sẽ nghỉ học. Thế là bố tôi cho tôi tiền tiền. Trời ơi. Minh Mập, đi học sao mang nhiều tiền thế em? Em có biết là quy định của nhà trường là không cho học sinh mang nhiều tiền đi học không? Dạ thưa cô, cái này á là tiền của bố em cho em để em có động lực đi học đó cô. Cái gì? Còn có cả cái chuyện đó nữa hả? Thế bây giờ là em đi học cho tốt cho em hay là cho bố em? Dạ, thì tất nhiên là đi học cho bố em rồi. Tại vì á, chỉ cần bố em vui là em sẽ có rất là nhiều tiền. Thôi, cất hết tiền đi, bữa sau không được mang đi học nữa chưa? Tôi bó tay với em luôn rồi đó. Mẹ ơi, cô giáo đi học phí nè.